Hello, chào anh em, rất vui được gặp lại anh em ha. Hôm nay anh em mình tiếp tục đi chuyến hàng nữa. Đấy, thì anh đã chạy được một đoạn cái đường đèo Lò Xo rồi. Đấy, thì mình đã chở cái hàng này là này gỗ hành niệm gì đó. À, nó gỗ hành niệm gì đây, không biết đấy. Đấy, mình đi cái đoạn đường đó là 525 km. Đấy, và số tiền kiếm được trong cái chuyến hàng này đó là 7.346 nha. Anh em này tiếp tục mình trải nghiệm mình đi nha. Bây giờ số tiền mình đã lên đến 60.000 rồi. Thì còn 30.000 nữa mình sẽ mua chiếc xe này nha. Mình sẽ dớt chiếc xe này về. Nói chung là trong game mình chỉ thích những chiếc xe này thôi. Đấy, đầu bằng dễ chạy trong game này nha anh em ha. Đấy. Rồi bây giờ mình đã thấy chiếc hàng mình đây rồi phải không? Rồi mình khởi hành nha. Rồi mấy này anh em xem quảng cáo có tiền mình xem mình qua luôn. Go. Thùng hàng rất dài anh em, hai thùng đó. Mình chạy qua tới đây. Em nhớ like thôi video nếu thích nha. À, chưa đăng ký kênh đăng ký ủng hộ mình nha. Thì hiện tại mình đã tạm gác cái skin qua do một số vấn đề gì cái việc bận quá. Thành ra mình chỉ chơi những cái game này đang hot cho anh em trải nghiệm xem vui. Đấy. Cái game này đặc biệt là anh em lái phải cẩn thận nha, không thôi nó tốn tiền, hư hại xe. Rồi mất công phải kéo về sửa chữa thôi. Còn mình chạy thuê cũng vậy, chạy thuê mà hư xe đâu chạy được thì mất mất chuyến hàng mình, không có tiền, mất thời gian. Ha. Đấy, mình đã vào đấy. Đây, anh em coi xe mình đang chở hai thùng hàng rất là dài. Đấy. Đấy, rất là dài. Xe rất đẹp nè mày. Chúng xe này có gì phải chê đó. Mới mình làm skin cho xe này nha. Giờ tạm thời chưa, thì mình chưa có xe. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình vào trạm xăng mình đổ xăng cái này mình đi nha. Xăng mình giờ nó chỉ còn có nhiêu thôi anh em ơi. Nè. Đó. Không đổ hồi mình về không kịp hoặc là mình rớt gặp đường không có trạm xăng thì mình thua ha. Rồi bây giờ mình vào xe. Đây nó có chỗ bật radio nè, anh em muốn bật thì bật nha. Đấy. Còn muốn bật thì thôi thì anh em ấy, nhưng mà thôi trong lên YouTube thì bật lên công bản quyền nhạc mạnh lắm. Đấy, nè thấy không? Rồi, thôi mình tắt đi, tắt radio đi em. Đấy, còn bị bản quyền mệt lắm, để mệt lên. Đấy. Đây, chỉnh con đây nè, xe mình đã cho mình chỉnh. Mình dùng chi tiết hôm nay thì nó hơi chút xíu. Đúng rồi, từ đây xuống từ mép mình chạy ha. Đây. Đây. Để mình đổ xăng lên mày. Vẫn hai lần em tăng tốc nè. Rồi hở xíu nè, vô đổ xăng gì đây. Ok, hạ xuống nè. Chấm thêm dịch không ta, ok chấm thêm đi ha. Cái quạt đang quay nè, thấy không, đang quay nè, nhìn như thật kìa. Nó giữ đây nè, đây đây rồi đó. Rồi ok, chấm dầu vậy. Cái xe này chỉ dầu xăng đây ha, nghe nó comment dữ vậy. Đây. Ok.
Wow, giật là so rất là phê nè, với cái chiều dài của chiếc xe này, em thấy không, rất là dài. Đấy. Oh. Đẹp chưa? Đây mình giật phía sau anh em ơi. Xe này. Ok. Xe này. Mình đưa đá chạy cho nó dễ. Tăng tốc anh em ơi. Thì còn khoảng chừng 30.000 nữa thì mình có thể mua chiếc xe rồi, mình chạy thêm vài chuyến hàng nữa coi như trải nghiệm đấy, rồi mình sẽ mua xe. Mua chiếc nào thích anh em ơi. Rồi tới đâu rồi, rồi mình chạy đoạn nó sẽ tới em ơi. Nè hôm qua anh đi cái đò xo rồi, đò xo như này đấy, đây 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 cho nó cái này xin nha, để phía ngoài mình dễ bật để mình vượt thôi, để trên kia khó lấy quá, mất thật đấy. Trăm này, trăm tư rồi, 104 chứ. Hy vọng có thể về tới chỗ mình bỏ hàng thì không có bị xảy ra những sự cố gì nữa. Bánh góc lái rộng anh em ơi, thùng quá dài.
Rồi mình tới rồi anh em ơi. Xong mình nói thằng chiến hàng để coi được kiếm tiền nha. Ồ, 8081 để tặng này. Ok rồi, bây giờ mình vào chiến hàng khác đây để 68.000 rồi đấy, cũng lẹ mà nè ha. Ôi có chiến hàng 6.000 nè, chở phô mai 6.000 này, quất chiến này đi nè ha. Ok. Ôi, xe giống như trong xe phim hoạt hình luôn. Rồi luôn quất mấy chiếc đầm đậm vậy tiền đó chứ. Ừ, ngủ em. Game lót hay lâu này mà. Đừng nói vào ban đêm nha, hên quá vào ban ngày. Trời ơi à. Đấy, đây là chiếc xe mình chở hàng đấy. Ồ, cái bánh mâm đẹp quá. Để chết. À, mình tìm cái đồ xăng trước này mày. Trời về chiều đó em cho đi. Khoan, mình dòm góc ngoài coi có xe không. Ok. Trên đường đi luôn mà, thôi chạy luôn.
Chưa, bật đèn giờ chưa chứ, sáng không? Trời còn sáng. Ê, mình nhìn tới cái xăng đây. Mình phải đổ xăng trước nha anh em nha. Ờ lỡ được hết xăng á, mệt lắm á. Kiếm xăng không có. Vậy ủa chỗ này không cho nó xăng à? Vậy đi ra ngoài xíu thôi. Ờ. Gì kỳ vậy? À, sao đâu sang là bên à, sao là phía bên đây? Ôi trời ơi. Trời chiều tối đó, bật đèn pin này. Ok. Rồi, thôi coi em ơi. Về mình. Ôi chuyến hàng mình nè. Mát cũng xa.
chết. Nguy hiểm. Pha là có pha được nè. Đây, pha xa xíu đi. Để thấy xe. Ê ai ông lắc ra ngoài á. Ôi trời ơi à, ông chạy ông ép ra ngoài, lấn lên ngoài luôn. Ôi trời ơi à, hú hồn hú vía. Láp anh em mày. Đường xa quá anh em ơi. Cái máy bao nhiêu? Ráng vậy bỏ đủ tiền mua con xe xinh xịn chạy tốc độ cao giá mấy hàng cho lẹ ha. Cái này bò quá bò luôn, giật đi. À bắn tới gần tới cua quẹo anh không bò phải rồi. Trạm thu phí
Là em đổ xăng rồi, bây giờ xăng còn nửa bình nữa nè, còn nửa bình, hơn nửa bình xíu à. Ôi cái đoạn này tối dữ vậy. Này cảnh hoa không có ngay đêm mà xe kia dựng ngược chiều xuống nó quất mình liền á. Đấy, con xe xuống á. Xăng còn dư gì tới bến mà, không đổ nữa. Trời ơi, trời tối dữ trời. Nên gặp trời mưa nữa, đã. Ý. Ê. Trời, đường còn xa chứ vậy. Oh no. Ôi ơi. Ôi. Má ơi. Thôi tạm thời mình ghé cho đỡ mình ngưng chuyến hàng để mình chờ ngày mai đi tiếp đi mày. Qua 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 dài à. Ủa chuyến hàng mình sao mà dài dữ vậy trời. Ghé chậm xăng đi. Rồi, thôi mình tạm thời ngưng lên em ơi, mình sẽ chạy chuyến này tiếp theo nữa. Cái đường quá dài rồi. Trời ơi, dài dữ vậy trời. Rồi, thôi xin chào em nha. Chúc em buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye.